Xin chào các bạn, hôm nay mình cho con cá ăn kép. Đây là cục kép con cá cái càng ăn. Đây, mình cho các bạn xem. Đó kìa, cục kép. Đó, thấy chưa, các bạn thấy con cá bí mật của mình chưa? Có càng kép có. Đây nè. Đó, hôm nay mình cho con cá ăn kép luôn nha. Đó, con cá ăn kép đó. Đây là những con cá kép. Đây con cá ăn. Cứ ăn ăn. Đây. Ôi trời. Thank you.